Xin chào tất cả các bạn, mình là Chuyuki Kensuke. Hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề sao mà đi mắp rớt XFE. Thì bây giờ kiếm tiền đâu ra đây? Game này của chúng ta khi FE rớt FE là kiếm tiền một loại này, nhưng mà ngoài FE ra thì còn rất nhiều thứ khác rớt ra và có giá trị cao. Tuy là lúc mọi người kiểm tra thì thấy giá nó thấp, nhưng với số lượng lớn á, mọi người sẽ bán kiếm được rất là nhiều tiền nha. Đây. Thôi bây giờ để mình show những cái mình đã bán đi cho nó dễ coi. Rồi. Ví dụ như đây là mình farm ở T7 nghe, mình không có farm ở T8. Mình farm T7 và mình bán chắc chắn cái nhẫn này rất là quen thuộc, mọi người giết boss là nó rớt khá là nhiều. Và cái nhẫn này khi mà nó đạt được nó chưa identify nè. Và nó có 25% element dam thì mọi người có thể bán với giá 5 FE trở lên. Mình thường treo 5 cho nó dễ trôi, nó nhanh đó. Đó, thì mình thường bán là 5 FE một cái nhẫn này. Còn mấy cái mà không đạt được 25 nè thì mình thường mở ra mình xem coi có dòng gì ngon không. Mà nếu ngon thì đem đi bán, còn không thì bỏ thôi. Rồi. Tiếp đến đó là những cái đồ mà trắng. Ví dụ như nhưng mà thường đồ này mình không có lượm nhiều. Chỉ những món nào á mà rớt ra mà nó có một cái tia sáng lên thì mình mới lượm thôi và mình mang về bán, còn thường là mình không có lượm. Hoặc là mọi người chú ý tên của các món đồ đó. Ví dụ thôi nha. Bây giờ mình sẽ ví dụ. Đây. Ví dụ như cái mẫu này đây. Đó. Chú ý những cái món ở phía đầu này nè, mọi người đi kiểm tra giá thử. Ví dụ cái mẫu này, đó. Nó sẽ cộng 1 milli skill nè. Đó rất là ngon và mọi người đi kiểm tra. Đó thấy không? Mũ trắng nhưng giá rất là cao nha. Mũ trắng giá rất là cao mà nhớ là level cái này phải 80 trở lên nha. 80 trở lên thì mới có giá chứ không là không ai mua đâu. Đó. Giá rất là cao. Đó, mọi người chú ý kiểm tra các món đồ xem món nào có giá trị thì mình xem tên, mình nhớ tên, mình đi gặp thì mình lượm. Rồi. Tiếp đến đó là khi mình đi farm map T7 thì mình sẽ đây. Mình sẽ rớt những cái map để mình đi được T8. Những cái map á thì lúc kiểm tra á, thì giá của nó có không phết mấy thôi, nhưng mà với số lượng lớn thì mình có thể bán được với tiền rất là cao. Ví dụ mình 28 viên này, mình bán được 56 FE lận. Đó, vì mình còn bán đây đây đây. 34 được 51 này đó. 19 được 20 này. 27 được 41 này, đó rất là nhiều nghe. Nên farm chạy mình phải nhanh, mình có nhiều quá thì mình treo lên mình bán kiếm được rất là nhiều tiền. Tiếp theo là đến memory. Memory thì đây, mọi người kiểm tra những cái vàng với cái tím này sẽ có cái bán được giá rất cao. Ví dụ cái này bán được 20 luôn này, cái này bán được 8 này. Rồi đâu để mình xem còn gì nữa không. Rồi ngoài memory đó thì vẫn còn đây cái này compass. Compass đây là những thứ để bỏ chung kèm vào để mở map mình tăng tỷ lệ đồ á. Ví dụ như cái này á, thì nó thêm cho mình 50% tỷ lệ rớt cái flame full này, là những cái mà liên quan tới FE đó, mấy cái flame sen đồ đó. Đó nó sẽ cho mình tăng tỷ lệ lên để rớt mấy cái đó.
nên giá của cái này cũng khá là cao đây. Đó, 6 cái mình bán được 12 đây. Đó, còn ví dụ mấy cái vàng này, có cái này thì tăng tỷ lệ rớt nè. Đó, tăng tỷ lệ rớt mà hai cái này bán được 8 FE luôn. Đó, nên mọi người cứ kiểm tra giá tìm và mình sẽ bán đi cho nó giai đoạn đầu mình không có cần dùng nhiều mấy cái này đâu. Mình bán đi để mình kiếm tiền mình up đồ cái đã. Đây, Flame Sen cũng bán được. Mọi người farm ra được thì cứ treo qua 99 cái bán 2 FE. Đó. Rồi. Đai lưng, cái đai lưng này á, khi bạn đánh con boss ở giữa phải đánh được 4 con boss, 4 lần boss bất kỳ ở xung quanh thì mọi người sẽ được đánh một con boss ở giữa. Và đánh con đó thì có tỷ lệ rớt cái bell này, và nó khi nó mà chưa identify á, mọi người có thể bán với giá là 50 FE. Còn ai mà thấy mình hên may mắn thì mở ra được dòng ngon sẽ bán được giá rất là cao. Nhưng mà xui là không bán được, rất là thấp. Rồi. Đi map cũng có thể lượm được cái này, cái đâm này bán với giá 30 trở lên. Cái này giá nó thay đổi thường xuyên nên mọi người phải nhớ kiểm tra đó. Đó. Redlight Ember này đó cũng bán có tiền. Còn có một cái nhìn y hệt cái này mà nó là Moneus gì đó. Thì giá nó cao hơn rất nhiều, ngày một cái là khoảng 20 mấy FE rồi. Rồi, để coi còn gì nữa không. Không. Hết rồi. Đó, nói chung là chỉ mấy cái đó thôi à. Mọi người kiểm tra lại chết giá đồ mà bán. Đó, mấy viên này. Ember cũng bán được, nhưng mà Ember mình để craft đồ nên mình sẽ giữ lại, mình không có bán. Còn nếu ai mà nghĩ mình mua đồ là được rồi thì cái treo lên bán cho nó có thu về được nhiều tiền hơn, nhanh kiếm tiền hơn. Đó. Những cái beacon này đó, cụt răng năm này. Có thì treo lên bán đi, sẽ kiếm được khá 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 tiền để up đồ đó. Đó, còn mấy món màu vàng này, memory vàng tím này thì kiểm tra thử coi giá nó ra sao. Tuy là có một số cái vàng á, giá nó thấp lắm nên cứ kiểm tra cái nào cao thì bán. Đó. Vậy thôi. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Ai chưa đăng ký thì nhớ bấm đăng ký cho mình nha.